Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 sách Rayon. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài review ôn tập Unit 1, 2, 3, trang 68 và 69, 68 and 69, ok. Và cái bài cuối cùng của chúng ta là bài số 5, Writing, bài Writing. Rồi, chúng ta cùng nhau làm bài Writing nhé. Bài Writing là làm gì? Chúng ta cùng nhau đọc yêu cầu của bài. Rồi, bài này yêu cầu chúng ta hãy tưởng tượng bạn là Lisa. Hãy hoàn thành lá thư ở dưới đây viết bằng viết cho người bạn qua thư tiếng người bạn qua thư người Anh á, của bạn về cái lịch trình ngày thứ bảy của bạn. Ngày thứ bảy của bạn viết khoảng 50-60 từ. Ok. Rồi, giả dụ như các bạn bạn Lisa, mình là Lisa và Lisa đang ở Việt Nam và ngày thứ bảy vẫn đi học bình thường, chúng ta sẽ viết như sau. Hi Anna, chào Anna. How are you? Bạn khỏe không? Here's my Saturday routine. Đây là lịch trình ngày thứ bảy của tôi. I get up at 5:30. Tôi thức dậy vào lúc 5:30. And have breakfast, và ăn sáng, at 6:00, lúc 6:00. Then I go to school. Sau đó tôi đi học. Then I go to school. My class starts. Bởi vì class là lớp học của tôi, là chủ ngữ số is, star của chúng ta thêm sợp vào. My class starts at 7:00 and finishes at 11:00. Lớp học của tôi bắt đầu lúc 7:00 và kết thúc vào lúc 11:00. Then I come back home. Sau đó thì tôi đi về nhà. And have lunch, và ăn trưa vào lúc 12:00. At 12. At 3 o'clock, I go to the music club. Và lúc 3:00 tôi đi tới câu lạc bộ âm nhạc. And then I play badminton with my friends. Và sau đó thì tôi chơi cầu lông với bạn của tôi. Saturday are great. Những ngày thứ bảy thật là tuyệt vời. Write back, viết lại nhé, Lisa. Okay.